Chào mừng các bạn quay lại với kênh Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay cái cụm chiên sạc con Lắc Sắc 2 nha các bạn. Con này khách xài chiên sạc nó bị ẩm nước, bị lỏng và sạc chập chờn. Giờ mình sẽ tiến hành thay chiên sạc các bạn. Hiện tại chiên sạc này là bên mình thay nguyên cụm nha các bạn. Chiên sạc này là chiên sạc zin. Đó, bên mình có sẵn, các bạn thay, các bạn ngồi chờ hoặc là các bạn có thể mua về. Mình có bán đem về các bạn. Rồi giờ này kỹ thuật sẽ tiến hành tháo cái màn hình ra rồi sẽ tháo cái bo ra lấy chiên sạc ra như vậy. Rút luôn thôi. Hiện tại màn hình này bên mình đã tránh mất thời gian nữa tháo màn hình sẵn nha các bạn. Giờ mình chỉ cần tắt nguồn rồi mình lấy cái chiên sạc ra thôi. Mình sẽ tiến hành dỡ cái con ốc chỗ cái nẹp màn hình, lấy cái nẹp ra, gỡ cái màn hình ra nha các bạn. Đó, chỗ cái socket màn hình đó, nó có cái nẹp, cái thật mới tháo nẹp ra, giờ sẽ gỡ cái socket lên. Rồi, gỡ cái màn hình ra, giờ mình tiến hành mình sẽ dặn những cái con ốc xung quanh nha các bạn. Để mình tháo cái sườn nha. Thời gian làm con này tầm khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi xong nha các bạn. Các bạn có thể ngồi chờ đấy luôn. Hiện tại là cụm sạc này là bên mình thay nguyên cụm chứ không phải là thay cái đuôi thôi nha các bạn. Dặn ốc mở tay luôn các bạn, ốc quá nhiều. Dặn ốc xong các bạn mình tiến hành mình tháo cái nẹp của cái mềm nha các bạn. Gỡ ốc xong các bạn tiến hành mình gỡ cái chụp lên nha các bạn. Con này mình muốn thay cái cụm sạc mình phải dỡ luôn cái mềm, hai cái mềm lên luôn nha các bạn. Bây giờ ta gắn một đầu cụm sạc vô nha các bạn. Gắp cái đầu này vô thì tiến hành tháo đầu ra. Giờ tiến hành mình tháo cái cụm men dây để gắn cái socket cái cụm sạc vô nha các bạn. Con này các bạn mua về làm thì các bạn tháo thì mình chú ý màn hình. Con này tháo các bạn không tháo quen tại màn hình các bạn. Mình ở đây mình bán màn hình cho rất là nhiều kỹ thuật. Khi tháo con này là tại màn hình. Màn hình con này không rẻ nha các bạn. Cái này nè, con cụm sạc này thiết kế hai cái đầu đều nằm ở dưới men, tất cả các dây ở trên đều nằm trên men, riêng cụm sạc nó thiết kế nằm ở dưới men và nó tháo nó hơi cực. Nghĩ thật là lâu lâu mình đang sống tại anh cùng quá nha các bạn.
Anh gắn số két cực khác xong rồi giờ mình sẽ tiến hành gắn mấy cái số két ở trên sao. Dạng ốc đó sẽ test máy. Gắn cầm sàn vô bạn, giờ mình sẽ cố định dài con ốc trước. Rồi cố định dài ốc xong rồi mình sẽ gắn màn hình vô test sạc, rồi test chức năng lại mình sẽ dàn ốc sau hết nha bạn. Cái này khó gắn nha bạn, nó thiết kế cho két nằm dưới rồi đè lên rồi đè vô top nhé rồi các bạn. Này khách xài dán cái dán chống chó đó các bạn. Anh em nào xem clip mà có tự tháo màn hình nhà thì nhớ xem kiểu tháo để kỹ nha bạn. Đó, rồi sạc rồi, nó sạc này các bạn. Đó, đang sạc này các bạn. Cụm sạc của mình là cụm sạc viên tháo máy nha các bạn. Mình thay nguyên cụm chứ không phải thay chân. Có những chỗ cái thay chân nó sẽ bị mất sạc nhanh hay là lỗi chẳng chập chờn hoặc sạc xài nó không ổn định nha các bạn. Thời test hai mặt đều sạc hết nha các bạn. Hoặc mình kết thúc clip đây luôn, mình không có quay cái công đoạn tháo vô với gắn màn vô mất thời gian các bạn. Mình vừa hoàn thành cái việc thay cụm chân sạc cho nó sắt hai. Rồi các bạn thấy hay nhớ chia sẻ và đăng ký. Còn các bạn tới thay thì các bạn có thể ngồi chờ luôn. Còn các bạn ở xa mà không tới thay mình bán thêm về. Nhưng mà bán thêm về các bạn lưu ý tháo cái màn hình này rất là nguy hiểm nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chào các bạn, hẹn clip các bạn ở clip sau.